vui được gặp lại quý vị trong chương trình ẩm thực Quảng Ninh. Món ăn của chúng ta ngày hôm nay là một sự kết hợp hài hòa giữa hải sản tươi ngon của Quảng Ninh với hương vị cay nồng thơm ngon đặc trưng trong cách chế biến món ăn của nước bạn láng giềng, đã tạo nên sự giao thoa ẩm thực làm phong phú cho ẩm thực Quảng Ninh. Hãy đến với món ăn hải sản xào Tứ Xuyên do đầu bếp Hoàng Nhật Quang mang đến cho chúng ta nhé. Xin chào bạn Ngọc Anh và xin chào quý vị khán giả. Để hôm nay chế biến ra được món ăn hải sản xào Tứ Xuyên thì có kết hợp những món hải sản đặc trưng của Quảng Ninh rất là tươi ngon. Là có 5 loại hải sản: ruốc, ngao, mực, sò điệp, tôm. Món ăn này được kết hợp giữa những vị tê cay của những ớt khô, hạt tê, hoa hồi, thảo quả, quế và đặc biệt có sa tế của Tứ Xuyên để làm nên món ăn này có vị đặc trưng riêng. Ngoài ra từ những hương gia vị đặc biệt thì sẽ có hành tây và cần tây để làm cho đĩa thức ăn sẽ bắt mắt hơn, phong phú hơn. Món ăn này tạo nên cảm giác thưởng thức mới lạ cho những thực khách. Và bây giờ xin mời bạn Ngọc Anh và quý vị khán giả cùng mình bắt tay vào chế biến món ăn này. Công đoạn đầu tiên là sơ chế nguyên liệu. Mực và ruốc được cắt thành từng miếng vừa ăn. Tôm cắt bỏ râu, khứa sống lưng. Hành tây, cần tây thái khúc chừng một ngón tay. Đun nước sôi và cho tất cả hải sản vào trần. Thêm vào nước trần một chút rượu trắng để khử bớt mùi tanh của hải sản. Vớt hải sản ra, sau đó cho dầu ăn vào chảo đun nóng. Bỏ hồi, quế, hạt tê, hành khô, ớt khô vào xào. Tiếp tục cho hải sản vào xào với lửa to. Nêm gia vị, dầu hào, sa tế, hạt nêm, đường, đảo nhanh tay. Thêm chút dầu điều, tạo màu cho món ăn thêm phần hấp dẫn. Cuối cùng, cho hành tây và cần tây vào đảo đều là món ăn đã hoàn thành. Ăn món hải sản xào Tứ Xuyên này thì chúng tôi sẽ cảm nhận vị cay hơi tê tê chứ không phải là quá cay. Còn nếu đối với bạn nào mà thích ăn cay thì các bạn có thể chấm thêm gia vị đó là tương ớt để tăng thêm cái vị cay của mình. Nếu có dịp đến với Hạ Long thì quý vị đừng bỏ lỡ món hải sản xào Tứ Xuyên này nhé. Khá là lạ miệng và ngon đấy ạ.